Khu nhà thờ lớn. Bữa nay học hết bài 1 tới 5 rồi, còn 6, bài 8. Sang hàng mới luôn đúng thầy. Ừ. Và anh có tập mà lắc hình ôn lại, anh có cái gì thắc mắc anh hỏi, lắc trực tiếp xử lý đây, từ ở xa khó thấy biết. Có Ừ. mấy cái này. Nó rút rắc khó khăn gì hỏi luôn. Cái phương pháp tập là anh phải nhớ nha, thường thường cái tuổi mình khoảng chừng 40-50 trở lên là đa số là không để ý cái nguy hiểm sức khỏe. Nhiều lúc anh thấy nó hơi mệt mệt, anh kệ cái anh bồi dưỡng này bồi dưỡng vô, cái anh đi du lịch rồi anh gọi anh lướt qua. Cái đó là phương án của mấy người có tiền, họ họ gọi là đi du lịch, nhưng mà thật chất bên trong nó đang xuống cấp. Cái gì cái xe của anh giống như nó già, nó phải hư chứ giờ làm sao giờ, nhưng anh làm sao anh bảo trì bảo dưỡng được. Nhưng mà cái phương pháp bảo trì bảo dưỡng anh không có anh lấy thuốc anh bảo dưỡng, anh lấy thuốc bảo dưỡng đâu có được. Bảo mình bạn bị ngủ tê sáng nay nó kêu đau chân và qua Đó, nó nói cái bệnh nó đi đâu chân sao đi, ảnh học từ xa thôi, ảnh bị gút là ảnh phải 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 tương đối, phải gặp mình nói chuyện để nó thay đổi tư duy á, xong rồi ảnh mới tập được. Còn ảnh ngồi ảnh tưởng tượng suy nghĩ, các bạn vì muốn cái gì phải khỏi được cơ vào bút thì khỏi sao được. ảnh muốn muốn hết thì là do ảnh chứ ai đâu. Bây giờ ảnh muốn chữa hết không, hay là ảnh vẫn những cái sinh hoạt mà gây ra bệnh gút ảnh vẫn duy trì là thua rồi. Nó phải nhiều nhiều Đó nhiều đó thua, mấy thứ đó là thua, anh phải bỏ bia rượu. Nhưng mà tại vì cái mấy người mà không bỏ được họ bị ghiền rồi, nói thẳng anh nhé, nó cũng ghiền luôn phải đi mua. ghiền rồi. Dừng giờ cái bữa mà không làm ra tiền, không không phải là cần thiết để làm ra tiền, hay gần giao du cũng phải đi, hoặc là chiều đó ê mày ngồi đâu tao chạy qua tao ké xuống bia đó đó đó, đó bệnh rồi đó. Chiều cái buồn buồn ê mày ngồi đâu tao ghé quá, tiền là dư túi sợ gì, bây giờ có thằng ngồi cắn dốc nói chuyện trời đất rồi cái uống bia cho đã, để quên những cái khó khăn trong cuộc sống, cái chiều lên lân 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 về nằm ngủ cho nó đã đó, suy nghĩ vậy đó. Hồi trẻ thầy cũng bị vậy đó, sau bị bệnh hồi trẻ thầy cũng làm ăn dữ lắm, tiền nhiều lắm. Ừ, tiền hồi đó thầy là hồi đó không có ngân hàng mà bỏ trong cái rương À, nên đó. bây giờ có mấy câu hỏi cái này mua ở đâu này thì À, nó có số điện thoại của mấy đứa đó. để cho hình dung là nó chạy như nào chứ được không ạ? Đây nè, cái này nè, cái này là dịch cân kinh, bắt đầu cả một bộ nó đi triệu mấy á. Là anh phải liên lạc cái tụi này nè, nó có số điện thoại đâu rồi. Có đồ hình này nhìn dễ hình dung hơn. Thì đương nhiên nó phải có cái độ hình, cái đó để lâu dài. Cái người mà không học, không lâu dài thì không cần thiết. Còn người muốn lâu dài thì anh phải lật ra anh ngó để anh nhớ cái đường kinh chạy. Bắt đầu cẩm, và anh đang học dịch, học dịch kinh học rồi phải không? Đó, chuyện kinh này thấy không? Cái số điện thoại của đó anh phải lấy cái số đây nè, anh phải chụp cái số điện thoại này lại, điện nó rồi nó gửi cho anh, gửi tận nhà cho anh. Hay là bây giờ tôi muốn một vòng để xem có gì Ừ. điều chỉnh nhé, để có Ừ. một số từ một hỏi thầy Ừ, một đó số ạ. từ thì cần tính chất hôm nay. Ừ, rồi chỉnh kinh anh múa sơ để lại đi. Rồi những cái thắc mắc thì nói hết. Thì cần tính là bước ra bàn vai này Ừ, chân song song rồi. thì đầu tiên đưa vào Ừ. Cái anh khi mình đưa vào anh phải thả lỏng ra. Lỏng, thiệt lỏng là cho với thiệt cao là phải cao nhất. Đó, rồi mới thả nhẹ nhẹ, nhẹ từ từ xuống tới ngực. Lúc đó hai ngón cái hơi bấm. Đó. Rồi hai cùi chỏ hơi đè nhẹ. Không, đứng dậy và thở. Thở đều khoảng bao nhiêu anh cấp khí cho cái đường kinh, cái đó đường kinh nó hình thành đó, rồi anh mới duỗi cho ra. Xong động tác một. Đó. để các bộ mình chuẩn bị là mình để này sẵn được Ờ đúng rồi, đúng rồi, nó để đúng rồi. Cái ngón cái hai bàn tay liên quan nhìn hai ngón cái chạm nhau. để lên trên này được. Ờ, cái nón được. Và anh phải thư giãn toàn thân, tức là coi coi như cái vai được không được gồng, thả thõng xuống, thủng xuống hết cả gối cả chân. Kia là thả lỏng Đó, này đó lên rồi anh chấp cảm tay nhận là cơ thể rồi phải có nghĩa kéo là xuống. hai ngón này cảm giác như đẩy vào trong như thế Đó. này cho nó xuống Ừ. thế này đây Đó thức một đó. cái thở để cái việc này nó căng Cho nó căng cái đường cong trên.
Thường thường anh thấy quy định là trong bài nó tập 3 hơi thở là tất nguyên bài phải 3 hơi thở mỗi động tác. Ngồi thở đều. Lúc Cái người đó phải... là căng cả này, đúng không? đúng rồi, ra nó phải căng ở đó và cứ dưới cái nách. Dưới nách này. Cái be cũng Bây giờ chỉ cần nó căng đây không? nó muốn muốn dưới nách thì anh hai cò chỏ đè xuống, đè hai cò chỏ ngầm ở này là thấy cái nách nó căng Đó, bây giờ đi lại căng nách rồi. đó, vậy mới trúng. Chứ lúc đầu là chỉ lúc mà hôm Trên nay này đi phút căng. trên thiếu phút dưới, cái be dưới nó, tại vì trong sơ đồ nó đều khi mình học Dưới được. nó xuống. Căng hai ngón Đó, tay cả đúng rồi, chỉ hơi là hơi kiếm lên và nhíu mua lại nhíu hậu môn nhẹ lại. Mà ngón tay anh phải lật ngược lật nè, ngược nè lật nhìn hất lên trên, à, thật lên trên nè cái này dày vô rồi, thấy không, đó nó mới căng cái bài đó thì là lật cái một cái cái gọi là cái cụ thể là cái lòng ngón tay trỏ phải lật lên trời, lên trên. lật nhẹ nhẹ lên thì nó mới trúng. Đứng như thở ba hơi xong có thả xuống Đưa lên rồi đây, đưa lên, đưa vào đây để hai ngón này chạm nhau, giơ lên trời nâng cao để đó. chạm lại căng đây. Anh phải đưa cái bụng, anh phải ưỡn cái bụng ra, cái tay duỗi thẳng, anh kéo là giống con mèo nó vớ lên nó chụp cái gì à, thì cái bụng nó phải căng ra. Một cái loại thú là nó đi ngang thành ra cái bụng nó Hút cứng. ba hơi, Đó đi dữ vậy, thở ba hơi xong thả tay nhìn xuống, lên nhìn theo tay ông này. nhìn theo tay xong nhìn trước giữ thăng bằng đó, rồi anh mới nhón cao lên chút nó mới thăng bằng đó, rồi anh kéo tay ra sau mới được đó, là vậy nó mới căng cái bụng. Anh phải duy trì cái căng bụng chứ không cần thiết gồng nghĩa là cho cái bụng mình căng lên nữa, cái bụng mình phải cứng để khí huyết nó tụ ra, xong rồi để yên nhẹ thả gót xuống rớt từ 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 xuống. Thả rơi nó xuống Tự nhiên đây rồi à. sức thứ tư là xoay xoay ngang đó, xoay cái lòng bàn tay như hướng hướng mặt anh. Đó anh phải nhìn vào đó, nhìn vào đây nè. Rồi cái đây anh cái chỏ chỏ hơi hơi đè xuống rồi đó, đè đè chỏ xuống, đè đè tay xuống đó, anh mắt anh nhìn đây rồi đè chỏ xuống rồi đè tay xuống đó, phải có cái tư tưởng vậy mới được. Rồi. Rồi xoay trở ngược về, hai tay buông lên xả ra đó, thức thứ tư. Tiếp sang bên này. Đó vậy. Xoay ra này. Cái cùi chỏ hơi cong cong đừng thẳng lắm. Đó. Hơi đè cái này ngầm ở trong. Đè đi. Đây được 3 lần này. Đó đè một. Có gì thở 3 lần đè 3 lần xoay giữa giữa. Xả. Xoay bên đây. Xả lại. Rồi, thức thứ tư xong, thức thứ năm là tim. Xoay rồi đó, tôi xoay qua vậy. Chéo tay. Gối đó Lên. tát nữa, Hơi cao nào luôn. dơ lên cái tát nước, tát nước xong cái coi xoay lại đó, ghi nó xuống, Giống như kéo kéo qua rồi. kéo vậy, kéo người ghi nó xuống. Cái này bắt vào là chính luôn này. Cái ngón út Đúng này rồi. bắp lại và cái ngón chân là nó nhón gót hết, Ngón chân, ngón gót thấp rồi. xuống đó đó, vậy đúng rồi đó. Xong xoay giữa thả xuống, Cái này là cứ thẳng rơi. thả rơi tự nhiên, thở đều, Chuyển sang bên này. rồi ngược lại bên kia cũng vậy đó. Đó ngửa lên đó, quay qua đó, một cái thoải mái. Hơi nhón cái gót lên, chỉ chịu đầu ngón chân thôi, Giống như kéo lưới vào. kéo lưới xoay giữa, Có phải cảm giác căng căng ở phải cả căng, kéo như có gì căng căng giống như căng vào đến tận trong này luôn. xuống tới tới ngực, căng tới ngực nó sẽ xoay vô giữa xả ra. Thức thứ Rồi sáu. bài thứ năm là bước động chân làm chuột. À, bài Sáu rồi, lên đây. rồi xả ra Lên đây hai ngón út lên. Anh phải đứng thẳng lại, đứng thẳng gối. Nè. Thẳng với Thẳng gối thẳng vậy là cái chụp hai ngón cái lại. cái kéo từ từ Hai ngón lên. út lại cho. Bung ra, thả ra. Đến bài tập tay ra đây. Đây. Có Nghiêng lên chuyện đây. là số 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 7 thì để tay đây chứ. Không là để hai tay
và nhau để xoay lên, nó ngược lại đấy đó. À, để ở đây. À. Đấy, đó. Ừ, vậy nó xoay 1, 2 và 4 đó. Cái này là từ cạnh bằng chân lên đúng không? Cạnh bằng chân thẳng lên. Mắt phải nhìn theo đó. Ở xoắn. Ừ. Ôi mày, người nhà tập thì chịu khó nhìn gần lắm rồi. Đây, này lên như này. Chạm hai bàn tay. Đúng rồi. Cái chạm được thì tốt. Đó, à, không chạm. Bên này chạm bên này. Đó, rồi lắc qua lắc lại cho nó cái được trục cuộc sống đó, anh cứ lắc vậy đó. Đó, cứ lắc qua lắc lại vậy cho nó mềm đó. Đó, nó mới dễ chịu, anh không có lắc không có dễ chịu đâu. Lắc lắc rồi cái bung. Ở thức thứ 7. Thứ 8 là vừa chậm chân ra. Hất tay lên, nhón chân. Đó. Còn cái gì nè. Nhón lại, nhón lên sơ sơ trước nè. Ở cao lên, đưa lên vậy thẳng xuống nhà đó, nhón cao lên, đứng càng cao càng khỏe để lộ đúng tiền ra đó bạn. Đó à, thở vào hơi. Rồi rồi thả gót xuống, đứng bung lên, bung ra. Ở thức thứ 8 xô lú xô ra đây. Đó, bung ra thứ 2 là sau móc lên bọc ở đây, hất vô chỗ này. Đó, xoay đi xoay lại không ạ? Không, anh hất ra phía sau này, 1, 2, 3 đó, rồi xoay ngược trở lại, thả xuống, rồi đổi hướng bên kia cũng vậy. Nó tập sơ sơ thôi, anh sẽ thấy nó nóng bừng lên nè. Đó, rồi hất vô chỗ ở phía sau đó, cái trường 1, 2, 3 rồi bung ra. Bây giờ đến cái bài thức đáng nhất, thức 10, 4 cái xoay quả tắc nước. Đó, kéo vào đây, wow, trên xuống dưới đất, lùi nè, bấm lại, kéo vứt ra sọt. 1, cái này nóng xé khăn để bạn xé làm ai. 2, cái này con mèo nó vô. 3, cái này là ưỡn lưng, đẩy chân ưỡn. Đó. Đứng lên. Đó, vậy. Xoay cổ, xoay bên trái một cái, xoay bên trái một cái cho nó thông cái cổ xong đứng lên. Vung lên, xả hai bên. Tương tự bên kia. Tát nước, kể vào đây, vơ xuống dưới rồi nắm cái khăn dưới đất vứt lại sau, nắm cái khăn cho bạn xé làm hai, con mèo nó vô, rồi giống như con sấu nó ưỡn lưng vậy, một cái lưng kéo qua vai chống tay ưỡn cổ. Thả xuống gắt đầu. Rồi rủ xuống vậy, bung lên. Đó, đúng rồi đó, 10, 11, 12. 11 là đứng tận ra được hai chân này. 11 thì đứng cái hướng kia. Đó, vẫn hướng đó rồi. Đứng như này. Đưa tay ra không cả. Cúi đầu xuống, bành hai cái mép ra ngoài. Đó, một. Hai chân phải thẳng băng luôn. Thẳng băng, đó, cứ ép xuống. Không cần buộc cả. Kéo sát, cố mình ráng xuống tới đâu hay tới đó. Đó, 1, 2, 3 xong đứng. Bung ra. 12 là chụp hai tay được chưa? 12. Dí xuống dưới mặt, nhìn lên phía trước. Hai mép chân, mép chân trong, ngước đầu lên. Đó. Xong chéo tay lại vậy. Nè, đứng để nguyên như cái chéo tay lại. Chéo tay lại. Bung lên. Bung lên. Thu chân vô hết bài. Kéo chân vô. Đó. Như thế là con tập thế là cũng vậy. Thuộc rồi.
nhưng mà nó chưa có xuống sâu sâu và sau thì thầy bảo cứ từ từ vào. Ừ, khi về là phải có cái sơ đồ, phải coi cái này, cái này để hình dung nó cái màu xanh, cái đường gân, cái này đường kinh đó, mỗi cái nó có đường gân, mỗi lần mình lật cái coi đường đường có màu xanh mình nó hiện là đủ không, 12 thức vậy đó. Đó. Đứng chân như này. Bài đầu tiên là cách sổ tại kiểm tra ở cột sống ở nhón lên, cảm giác căng ở đây, căng ở đây, ngửa người lại vậy đó, thả gót xuống chụp tay xỉa xuống đó, xỉa này thẳng chân đúng không? Đó thẳng chân rồi móc lên phía trước, kéo xuống ngực rồi bắt đầu vô thức ngọt. Đó, này rồi. Nhỏ lên rồi xong rồi từ qua rồi. Hồi bài thả chân xuống lại. Nếu mà mình nhón được luôn thì nhón, mỏi thì thả xuống đó mới tập, thả xuống còn quen là nhón luôn, còn mới tập thì cứ nhón cái thật đẩy rồi tiếp, cứ nhón cái đẩy ra, nhón cái đẩy ra. Đổ đổ như này được chưa? Có đổ về đó. Miễn sau khi con nó chuyển lên cái lưng nó thẳng băng đó, cứ lưng thẳng mà nó đẩy hơi đổ hơi đổ nữa để cái cho nhìn lên theo không cần nhìn phía trước hết, đưa thẳng lên cao nhìn thẳng phía trước để giữ thăng bằng rồi có thả xuống đó, xuống xong chéo nó đổ về chéo tay ôm cái nách, cái tay mắt nhìn hướng kia đó vậy. Nhưng mà tôi vẫn nhón chân nhón nhẹ, nhón cái chừng một chân thôi nè, thế anh nhận thấy không? Rồi cái này nhón một cái chân bên kia phòng mắt nhìn theo tay, uống mẹ thả lỏng hết à. Uống cái lưng trên giãn ra thục chỏ bục xuống đó rồi lật ngược lại, lật cái này không cần hai tay đó, lật tay phải ngoài rồi bung ra rồi đăng phía sau duỗi xuống ưỡn đó, duỗi tay thẳng thẳng hai cái tay duỗi xuống nhìn đó. Bây giờ đặt tay phải trong. Vô trong. Rồi lật tay phải ra. Rồi lật tay phải ra. Rồi bung. Rồi úp. Bung ra. Chỉa nó chui lên. Tay trái không? Cái này là đều cứ phải nhỏ lên. Cứ nhìn trước, không cần phải ngửa ra. Nhìn phía trước đó. 6 giây. Đó. Cái này cũng đặt 6 giây. Rồi đưa lên. Đẩy lên. Không cần nhìn trên, anh nhìn phía trước hết. Để giữ thăng bằng không thôi, anh ngửa ra nó té. Rồi cua xuống, rồi tay trái trong xô ra. Tay phải xô ra. Tay trái ngoài. Tay trái ngoài. Xong bung ra. Rồi đang lại phía sau. Ra sau thẳng tay. Dúi ướng. Thả gót xuống. Xong chấp tay lại. Bây giờ là xỉa. Xỉa, đó. Xỉa. Đó, ráng xỉa làm sao mà nó đụng dưới đất. Xỉa không phải là chém mà xỉa. Nghe nè. Đó. Đó. Xỉa mạnh xuống phía sau. Đó, xỉa cho nó căng cái háng lên. Đó, rồi bọc căng lên. Ngửa cổ ra, hai chân khép vô. Đó, ngửa cổ, đó. Thở đều. Đều thả tay xuống vậy. Đó, rồi âm dương. Nhón lên thả xuống. Và mỗi bài là phải vậy đây, giống vậy đó. Bắt buộc. Xong thức hai. Hai là đặt chân lên này. Bọc. Tay này để ở sau. Cái đó bọc. Giơ lên. Xoay ra, mắt nhìn phía thẳng trước không? Không nhón chân không ạ? Không, anh nhìn thẳng trước, duỗi tay ra hai đầu. Không. Tay sau cũng duỗi luôn. Thấy chưa? Tay sau cũng thẳng luôn. Rồi. Đó. Rồi nắm vậy.
quay đạo cổ. Đầu tiên là để này và làm sao như này. Ờ đó đúng rồi. Để cuối trò xong xong. Ờ. Đó, đúng rồi. À. Xong cái nó kéo cầm ngược. Kéo ngược. Rồi bắn cung cái hướng ngược. Cái cung cái tay phải dài. Tay à. Ờ ba ngón. Đó. Anh. Rồi. Rồi. Đổi bên. Alo. Alo alo. Đây. Đâu anh chuyển rồi. Anh chuyển rồi. Đây chuyển rồi, chuyển rồi. Tiếng gọi anh. Tiếp tập luôn cho đỡ sao nhãn. Về đây và đặt đặt. Rồi. Tay xe là ở hấp đưa lên xoay là nhìn thẳng phía trước, đừng có ngửa ra. Bài này bài nhìn thẳng. Ờ. Hai tay đều thẳng hết. Thẳng hết. Rồi. Để quy trò này xong sao. Rồi. Xong kéo cổ ngược qua hướng kia đó. Bắn cung hướng kia. Để ba ngón tay này. Ờ thẳng đây, đẩy cánh cung ra đó. Cái tay chia bốn ngón co lại vậy. Co lại. Để trước ngực. Đó. Rồi. Xong rồi. Rồi xỉa hai tay hai bên. Ừ. Thì hai tay ra. Thẳng băng ra. Nhón cao lên. Đó rồi vừa nhón đường đứng lên ngồi xuống ba lần. Hai. Ba. Đó sau lấy chắp tay lại. Rồi thu công cũng xỉa. Bấm xỉa, xỉa ra phía sau một. Cán xỉa càng ra phía sau, sâu càng tốt. Đó. Đó. Rồi khép chân lại, hai chân khép vô gửa ra. Đó. Thở đều. Đó là bài số đó, âm dương xả xuống hết bài số 2. Số 3 giống bài số 1, chỉ nhón chân thôi. Chân ra. Ờ. Bắt đầu nhón. Ờ. Vơ bọc lại. Chọc lại đó. Rồi bắt đầu tập trong bài 1 đó. 1 2 3 và nhón liên tục cũng thế. Ờ nhón liên tục. Nếu mà mỏi thì đặt xuống, nếu mà còn dở mà đặt xuống tập để mỏi và đây rồi mỗi cái đều là 6 giây đúng không ạ? Ờ kéo lên à, người thẳng đúng không ạ? Người thẳng đẩy lên cứ tập bình thường như bài 1 vậy đó. Mỏi đó bởi vậy đó lên nó thả xuống, bởi vậy tập khí lực lên và số 3 nó mạnh nặng lắm rồi cũng chéo qua đó. Rồi đổi bên. Đó. Rồi giật chỏ. Rồi múc xuống. Xô ra. Rồi. Thu và trong đẩy ra. Rồi móc lại sau. Đó ứng. Đó. Rồi chốc tay lại. Bây giờ chuyển sang cái bài kia luôn. Ừ. Chuyển sang bên này. Rồi đẩy vào trong. Cửa ra ngoài rồi sổ ra rồi xoáy vô rồi ôm đầu đẩy lên tay trái trọng tay trái ngoài sổ ra xoáy lên hết rồi đó rồi là chấp tay lại rồi banh hai chân xỉa ba lần. Xỉa một rồi ngửa ra ba lần. Ờ một lần xỉa lần hai đó. Rồi ngửa ra rồi lần ba rút thu xỉa lần ba rồi thu ghẹt con chân vô bọc ngửa là sao đó. Rồi xả xuống nó về xong ba
Mày bốn là thục. Đứng động. Thục một, thục hai, rồi chém xuống. Chém xuống đây. Rồi kéo lên lại thục nữa. Một, hai, chém xuống. Một, chém xuống, rồi giật lên, banh ra, khép vô, ép xuống giữa, đó, đó, chân bị kiện quá, hay là này chân coi thoải mái hết, thoải mái, nè thấy không, không có gì đâu, và, rồi, nó, hất lên, banh ra, kéo vô, ba lần, hất lên, kéo lại. Đứng nhón lẹ. Hết bài xỉa. Số 4 cũng dễ. Số 5 mới mệt á. Thục xuống đó rồi. Số 4. Rồi bài số 5. Đó, xả xuống. Rồi bài số 5 mới mệt á. Tất cả bài đều xuống thấp một kiểu chân hết. Số 5 một đòn xuống thấp. Đó, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đứng thẳng sống lên. Đứng thẳng lên. Đè đầu xuống chân. Đó. Cứ đè xuống 1. Cứ nhúng nhúng thoải mái. Vậy. Đó, thẳng hết cứ làm cho nó mềm ra. Đó. Đó, xong cái lòn đầu chui quá. Rồi đứng yên vậy, cái lòn tay chui, lòn tay ra phía sau đó, đó ráng ép cái đầu vào, một hai ba cái, rồi lắc lắc, xong ém tay xuống dưới đất, đó bung lên, đó. Con thả ra, la lên tiếng a vậy đó, cho nó đó xài hết chất độc trong thả, rồi xong ịnh tay xuống đất, rồi ịnh chỏ hai lần, xong ôm chỏ ráng đẩy từ từ xuống, một một hai, rất lâu hai từ đó, rồi chân thẳng hết, thẳng hết, xong đứng lên chắp tay vái Phật, đó chắp tay lên vái Phật, rồi ngồi sát xuống đất, xô hai bên, ngoéo tay xuống, đứng thẳng lên, quéo hai tay vô, ung xuống, xè lên, rồi xè ra, ngửa ra, ôm chặt, một là vậy, hai là vậy. Như này, hai là như này. Xong chấp tay vô, thu chân vô, thả xuống, chấp tay vô. Lần nữa hết bài, chấp xuống lại, vành ra xỉa, đó và số 5, đó thế nào, tập hồi là mấy cái cơ gân cột sống mình nó giãn hết, số 5 bắt đầu nó kéo dài ra hết. Tủy sống tăng lên, tại anh cây nào cũng kéo cuộc sống giãn. Đó. Như thế là thuộc gần hết rồi đúng không? Đó, năm bài, bắt hôm nay lên bài số 6, thuộc hết rồi đó. Nhưng mà cái là cái công phu là làm tập nhiều huyết, giãn ra nhiều huyết. Bắt hôm tôi chỉ bài số 6. 6, 8 rồi. Nó còn phải 4, 5 buổi. 7, 7 dài lắm, 8 dài lắm. 7-8 là dài nhất, khó nhất, 7-8. Bây giờ tôi chỉ vào số 6. Chỉ vào số 6. Số 6 cũng gắn. Là vậy. Bỏ một buổi, buổi số 6.
này và số 6 vậy nè, nhắn tin xong rồi rồi nè, số 6 vậy nha, nè nó cũng vậy nè. Nó bung ra xuống theo, nó cũng nhóm, nó cũng thoải mái. Ừ. Rồi xoay qua vậy, chứng cho vững nha, chúi đầu xuống nhỏ, một động tác thứ hai là chống hai ngón tay chồm tới. Đó. Bái Phật xong đổi bên giống như vậy, số 6. Kéo lên rồi cũng chống hai ngón tay nhón hai ngón chân lên, lên. Xoay vừa giữa. Bây giờ giống một, cái này giống như thức năm của dịch kinh vậy nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 năm, 10 cái vậy, 6, 7, 8, 9, 10, xong xoay vô giữa, xong chém vô giữa lại vậy, xong chắp tay, ngồi xuống, đứng thẳng lên, thả xuống hết bài số 6, 1, 2, 3, 4. Đó. Theo rất là nhẹ nhàng, không có phải anh mà không dùng sức lắm, mệt lắm, mình muốn nhẹ lắm, theo đó, đâu thấy gì đâu. Ngó vậy chứ không có dễ. Anh tập lâu á là cái sức bền nó tăng lên, khi nó tăng lên là anh múa nó nhẹ nhàng mà không thấy mệt, thở dốc gì á. Bài số 6 đó, là bài số 6 này có ghi hết, tôi lưu hết lại rồi.